khán giả của chương trình Đất Việt TV, người dân miền Nam được hưởng tự do dân chủ, cuộc sống văn minh, quốc gia thịnh vượng trong 20 năm dưới chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Thế rồi, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, khi quân Cộng sản đánh chiếm được miền Nam, thế là họ đẩy dân miền Nam xuống bờ vực thẳm. Người bị bắt đi tù cải tạo, người thì bị cưỡng bức lên vùng kinh tế mới trên rừng sâu nước độc, người thì bị cướp đoạt tài sản. Với cái tư tưởng hà khắc của thuyết Cộng sản như một chiếc vòng kim cô siết chặt cuộc sống của người miền Nam, đói khổ, sợ sệt bao trùm lên toàn lãnh thổ miền Nam, khiến hàng triệu người miền Nam phải chạy trốn chế độ Cộng sản đi tìm tự do. Trên những con thuyền nhỏ bé mong manh vượt đại dương, họ phải trải qua bão tố phong ba, hải tặc cướp của, hãm hiếp và giết hại. Hàng trăm ngàn người vượt biên phải bỏ mình trên biển cả. Viễn cảnh hải hùng của mỗi người Việt vượt biên bằng đường biển vẫn còn mãi mãi tiếp tục ám ảnh dày vò cuộc đời của họ, cho dù họ có sống trong bất cứ hoàn cảnh nào, có đi đến bất cứ chân trời góc biển nào. Kính thưa quý khán giả, câu chuyện dưới đây của viên sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa sau ngày mất nước 30 tháng 4 năm 1975, anh bị công an Cộng sản bắt đi tù cải tạo. Sau khi được ra khỏi tù, Cộng sản vẫn quản chế anh, không có hộ khẩu, hết hạn giấy tạm trú, anh phải sống chui lủi như tội phạm, nên đã quyết định ra đi tìm tự do. Để có nhiều người biết được sự thật về chuyến tàu định mệnh ấy, có khi giải tỏa được niềm khắc khoải, vì không biết chuyện gì đã xảy ra khi thân nhân của cả trăm người trên tàu bật tin từ ngày họ ra đi vượt biên. Tôi còn hy vọng những dòng chữ muốn màng này còn may mắn lọt vào mắt bạn hữu và thân nhân của anh chị có thân nhân trên chuyến tàu này. Chẳng phải vì bài viết này có hay ho gì, mà chỉ vì đó là chuyện đã xảy ra thực trên chuyến tàu vượt biên tị nạn, và tàu đã bị đắm năm 1979. Cái buồn nhất của câu chuyện vượt biên này là 8 người sống sót trên số 126 người vượt biên đi vào tù Cộng sản trại giam Bến Tre, chứ họ chưa hề đặt chân đến được bến bờ tự do. Chế độ Cộng sản có những nỗi bi thương xót xa không thể nói ra lời. Câu chuyện có tiêu đề Đợi Bình Minh, tác giả Bùi Xuân Cảnh. Mời quý thính giả lắng nghe phần 1. Sài Gòn năm 1979, dưới bóng vuốt của quân cướp nước, dường như ai chỉ có một chuyện để lo toan: vượt biên với bất cứ giá nào. Đối với tôi và đám bạn hữu quân nhân công chức mới thoát ra từ các trại tập trung kinh hoàng của Cộng sản mà còn đang bị Cộng sản quản chế, vượt biên là con đường duy nhất, là lẽ sống. Sau ngày giặc Cộng chiếm đóng Sài Gòn, bàn tay nham hiểm của chúng đã gieo rắc bao nhiêu tang thương đau đớn cho người dân miền Nam, đến mức không ai chịu nổi trong hoàn cảnh nghiệt ngã. Những tin kinh hoàng, tin thật và tin đồn đã như những nhát búa giáng vào thần kinh căng thẳng của đám nhân đen vừa bị mất nước và mất tự do, đánh tư sản, tịch thu nhà đất, bắt bớ văn nghệ sĩ, truy lùng sĩ quan công chức, đổi tiền gạo thóc biến mất, đói khổ tại tập trung như đất quốc xã, khu kinh tế mới lưu đày nơi ma thiên nước độc dành cho Mỹ. Toàn những tin có sức quốc sục sự chịu đựng cuối cùng của cái bản năng sinh tồn nơi một sinh vật thà liều thân tranh đấu với thủy thần nơi đại dương sóng gió, hay với hải tặc dã man, còn hơn sống người đồng bào đồng chủng nhưng say mèn chủ nghĩa, mê man trong chán giết nên đã hết là người, sự hành hạ khủng bố về tinh thần, sự thiếu thốn những nhu cầu vật chất tối thiểu đã số người dân đến đường cùng. Không khí thê lương ảm đạm bao trùm khắp nơi khiến không ai biết được ngày mai. Tiếng ru hờ
tiếng khóc ơ, vướng trên khung cửa bây giờ tán thương. Điều hiếu quý ngõ cùng đường, bên anh tuyệt vọng đoạn trường bên em. Ngày lại ngày, đêm lại đêm, ngày rơi tàn tả, đêm chìm phối pha. Buồn từ trong cửa buồn ra, buồn từ ngã bảy, ngã ba buồn về. Không có hộ khẩu, đã hết hạn tạm trú. Tôi bị tên công an khu vực săn đuổi như thú dữ tìm mồi. Cái sự ngược ngạo, chủ nhà phải xin phép để được tạm trú trong nhà mình. Chỉ là một trong ngàn thảm cảnh mà những ta phải chịu dưới bàn tay giải phóng của lũ ăn cướp ban ngày. Tôi lang thang ngoài đường phố bụi bẩm, áo quần dầu nát, giữa cái nắng thiêu người, trong cái đói khát vật vã đêm đến. Tôi hồi hộp và trà trộn trong đám người qua lại, lén lén vượt qua cổng cư xá có bộ đội canh gác để lẫn về nhà, mê mệt thiếp đi trong giấc ngủ đầy mộng mỹ hải hùng. Có đêm vừa chợp mắt, tôi đã nghe tiếng công an đập cửa ầm ầm khám hộ khẩu. Biết không có chỗ ẩn mình trong nhà, tôi trườn mình ra ngoài cửa, thoát ra mảnh vườn nhỏ sau nhà. Những tên công an khu vực giống như một loài chó săn thính mũi, nó còn biết mọi xó kẹt trong nhà, ngoài vườn, hơn cả chủ nhà. Đừng có làm trò dịu dở, núp mình như con nít trong bụi chuối, gốc cây chơi trốn tìm, không nơi ẩn mình. Tôi đành nằm vùi mình trên rãnh nước cấm hôi thối, kéo một tấm tôn rách rỉ che lên mình, vậy mà thoát. Bọn công an sau khi lục soát mọi ngõ ngách trong nhà, liền ra vườn soi đèn pin hết gốc cây này bụi chuối. Tôi nghe tiếng thằng công an khu vực người Bắc Kỳ hẩm hực nói, thằng này lẫn như chạch, rõ ràng cái áo nó còn treo trong nhà mà nó đã biến mất rồi. Trong tình cảnh trên đe dưới búa như thế, có người nào có thể sống ở nơi mà ta gọi là một cái triều mến là đất nước quê hương? Rõ ràng quê hương tổ quốc đã bị cướp đoạt và giày xéo, chẳng còn là chốn dung thân, dù là chỉ để sống cúi mặt lẫm lũi một đời như con thú. Hôm nay Hòa tới như đã hẹn trước để dẫn cha con tôi tới từ một nơi bí mật. Biết giờ ly biệt đã tới, vợ tôi vội vã buông bé Hồng Vân lúc ấy mới hơn 3 tuổi để lo cho tôi và Giang, cũng như bao gia đình sĩ quan khác trong cư xá. Chúng tôi lâm cảnh khốn cùng khi giặc bắt tới. Hai vợ chồng nắm đứa con nhỏ dại, đứa lớn nhất mới 8 tuổi và đứa nhỏ nhất ẵm trên tay, và một mẹ già trên 70 đột nhiên bị cắt hết nguồn sống, bị chém treo ngành, chờ giờ chui vào tù tội, chồng quân nhân vợ công chức. Chúng tôi không dành dụng được chút vốn liếng nào để phòng ngừa trong cơn hoạn nạn này. Hai vợ chồng bàn nhau cho đứa con trai lớn và lanh lợi nhất vượt biên theo bố. May ra đi được thì nó thoát cái cảnh sống đời của con vật, và nhà cũng bớt một miệng ăn. Niềm mơ ước mới tội nghiệp làm sao, nhưng khi có người ở đáy sâu địa ngục ước mơ được làm người và được có đồ ăn mỗi bữa, rõ ràng cũng là một mơ ước gần như viển vông. Thương ôi, chính niềm khao khát cho con được làm người và có cơm ăn đã đẩy vợ chồng tôi đưa ra quyết định thảm khốc đã bao năm qua, và sẽ suốt đời vò xé nát tim tôi, làm chảy bao nhiêu nước mắt trong gia đình tôi. Giờ đây khi viết những dòng chữ này, nước mắt tôi cũng rơi ướt bàn phím đánh chữ, biển rỉn nhìn người vợ trẻ mắt đẫm lệ và đàn con thơ dại đang ngủ yên lành trong giờ ly biệt. Trí óc tôi như tê dại, chân tôi như bị chôn chặt trong đất. Trong một ánh chớp của linh tính, tôi cảm nhận được cái gì đó vô cùng đau thương, vô cùng thảm khốc đang rình rập theo bước chân của cha con tôi. Tôi đã muốn buông trôi tất cả, ôm lấy vợ con để cùng nhau chịu khổ nạn chứ ách thống trị thực nhân bản xứ, mà sự tàn độc còn gấp nhiều lần kẻ ngoại xâm. Nhìn thấy chúng tôi bình rỉn và vợ tôi mắt đẫm lệ hòa dục dạ, thôi thím để cho chú và em Giang đi cho may mắn, cháu cũng đang vội vì còn nhiều việc phải lo.
như một cố gắng cuối cùng để bảo vệ con. Vợ tôi vồ lấy Giang trong vòng tay với dáng dấp của con gà mẹ che chở cho con trước bóng đen của lũ diều quả. Và tôi cũng số tới ôm chặt hai mẹ con. Khi chúng tôi buông tay nhau, tâm trí tôi rã rời. Tôi có cảm giác rất rõ rệt mình đang bị một bọn lưu manh vô hại chặn đường, ăn cướp và hãm hiếp vợ con, mà tôi đành phải khoanh tay bất lực. Tôi quay ra cửa, vật vờ như kẻ mỏng du, và Hòa dắt tay Giang theo sau. Trời chưa sáng rõ, những ngọn cây như còn mờ mịt trong sương đêm. Cứ xá sĩ quan im lìm cấm nín như đang bị bóp nghẹt bằng một bàn tay vô hình nhưng vô cùng tàn bạo. Trong cái buổi hôm đó, khi bóng đêm đen còn lấp lánh bình minh, khi đêm như vô tận, ngày chưa hết ngày, tôi nghĩ tới và khoảng khắc chia sẻ tâm hồn của những người bị cướp đánh chết, phải rời bỏ mái ấm của vợ con để lao mình vào nơi đời trong gai nguy hiểm. Có ai đo lường nỗi sự đau thương bi phẫn đắng cay của những người dân miền Bắc như tôi đã một thời kinh tởm đến tột độ. Cái xã hội sắc máu của bọn quỷ đỏ không tiêm ốc đến phải bỏ cả những thứ mình thương yêu nhất để được cách ly xa lìa một sự cuồng tín thú vật mà giờ đây đỉnh mệnh là cho nó chụp xuống đầu mình. Chiếc xe gắn máy chở ba người phải mất gần một giờ mới tới một bến sông vắng. Một chiếc thuyền gắn máy đuôi tôm nhô ra từ đám lau sậy ven sông. Hòa ra dấu với người lái đò và vội vã dắt cha con tôi xuống thuyền. Khi chiếc thuyền rời bến, Hòa cũng cùng với chiếc xe gắn máy biến mất trong màn sương sớm. Tôi ôm chặt Giang khi chiếc thuyền nhỏ chồng chành như muốn lực gió mạnh từ mặt sông thổi lên, cùng với sự giá lạnh trong lòng làm cho cha con tôi cùng cảm nhận rõ ràng sự rình rập của tử thần như gần gũi đâu đây. Người lái thuyền cẩm nín giáo giác nhìn tứ phía, nét mặt luôn có vẻ hốt hoảng. Trên đường đi, thỉnh thoảng anh ta lại thình lình lùi thuyền vào một đám lau sậy ven bờ rồi sụp xuống, lặng lẽ quan sát tứ phía. Thái độ và hành động của anh ta làm cho hai khách trên thuyền vốn đang hồi hộp và lo sợ trở nên hoảng loạn. Giang níu chặt lấy tôi, mặt trắng nhợt vì sợ hãi, nói nhỏ vào tai tôi: "Bố ơi, con sợ quá, mình đi về nhà đi." Tôi chưa kịp đáp lời con thì anh lái đò đã trợn mắt ra dấu phải giữ im lặng và lấy tay đè đầu chúng tôi sát xuống sàn xuồng. Giây lát sau, một chiếc xuồng tuần tiểu xé nước trên sông tạo ra những lớp sóng làm cho con thuyền nhỏ của chúng tôi cơ hồ muốn lật úp. Cuộc hành trình hồi hộp kéo dài trong những sóng lạch quanh co. Tới khoảng chiều tối thì chúng tôi cập vào một chiếc xà lan lớn dình dàng đang đổ ở một khúc sông vắng vẻ. Hai cha con tôi hối hả leo lên xà lan và được đưa ngay xuống hầm tàu. Hầm rộng rinh nhưng tối om và vắng mặt như tờ. Khi mắt đã quen với bóng tối, chúng tôi nhận ra ít nhất cũng có chục người đang núp mình trong các xó kẹt. Họ như những con gián thấy ánh sáng và tiếng động là vội vã chui vào khe lỗ ẩn mình, chừng như quan sát rất kỹ và nhận biết chúng tôi chỉ là những người như họ đang tìm cách trốn đi. Một vài người ra khỏi chỗ núp và lân la làm quen hỏi thăm tin tức, nhưng chúng tôi vẫn còn quá dè dặt nghi ngờ nhau nên không ai biết thêm được tin tức gì ngoài cái tin mình cùng là người đang tìm cách vượt biên và đang chờ đợi chứ biết đến bao giờ. Vả lại, chúng tôi cũng đâu biết tin tức gì khác. Xà lan vẫn lững lờ trên dòng sông mênh mông, nước trôi cuồn cuộn mỗi ngày. Vào chiều tối lại có thêm người từ các thuyền nhỏ chở tới. Họ xuất hiện bất ngờ. Những ai cũng giống nhau ở nét mặt hốt hoảng, đôi mắt giáo giác đầy lo âu sợ sệt. Vào ngày thứ hai, khi ruột gan tôi đang nóng như lửa đốt, thì chiều tối một toán người được đưa xuống xà lan. Có ba người là em của Hòa trong đám mới tới.
vì tôi là em họ và cùng có nhà trong cư xá sĩ quan, hòa lại là người trong tổ chức vượt biên. Chúng tôi vồ lấy nhau mừng rỡ, tưởng như đã qua 10 kiếp đầu thai mới gặp lại. Nhờ mấy người em của Hòa, chúng tôi được biết đêm mai đúng đêm Chúa Giáng sinh, mọi người sẽ ra tàu lớn và sẽ thoát, vì đã mua hết các trạm công an biên phòng. Mấy đứa em Hòa cũng mang tới nhiều đồ ăn và lương khô. Chúng tôi chia nhau ăn và cũng cảm thấy bớt lo âu. Giang cũng vui vì có thằng Hiệp cùng cả tuổi nó và là bạn học cùng trường Trần Phú trong cư xá. Hai đứa nhỏ rủ rì kể chuyện với nhau. Tôi lắng tai nghe trộm mới biết trong thời gian tôi trần mình trả nợ đòn thù trong trại cải tạo cộng sản. Trong lúc tôi bị đầy ở trại cải tạo thì bên ngoài thằng con trai tôi chưa đầy 10 tuổi đã phong sương và dày dạn như thế nào. Giang kể cho Hiệp rằng nó đã từng trốn mẹ ra tới bến nhà rồng, nơi cô giáo của nó khi giảng bài đã phải uống lưỡi và méo miệng mới đọc nổi tên con tàu Lá Túc Trevier chở Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Nó cũng đã tập bơi trên sông Sài Gòn và hợp sức với bạn làm phu quân vác kiếm chút tiền để làm dịu bớt cơn đói dữ dội của dạ dày. Nghe đến câu chuyện kiếm ăn đổ nhật của Giang như mũi dao nhọn xoáy vào tim tôi. Trước năm 1975, gia đình tôi đâu đến nỗi đói kinh khủng như vậy. Sau khi cộng sản đến cướp Sài Gòn mới đẩy đưa tôi vào tù cải tạo để con tôi phải lang thang bên ngoài xã hội để kiếm ăn lót dạ dày qua ngày. Khi thằng Hiệp đáp lời Giang bằng cách nêu ra những câu hỏi rất khó cho Giang trả lời, sao bác đi tìm cách đánh tay mà bác lại được tay cho xuống tàu của nó, cho bác làm bồi rồi chở bác sang tay đi tàu của tay chắc khoái lắm, sao mày không nói với ba mày tới bến nhà rồng xem có tàu nào thuê gọt vỏ khoai rồi mày đi theo, khỏi phải đi tàu bé tí tẹo của anh Hòa, mà sao Bác Hồ phải sang tay để đánh tay? Chắc ở bên tay có nhiều tay nên bác dễ tìm nó để đánh hơn là ở bên ta. Câu chuyện thơ ngây của hai đứa trẻ khiến tôi nghĩ tới một tên đại gian đại ác khoác áo khách mĩnh đứng dưới biển chứng phép của nhà cổng bác của chúng nó, một thằng lũ manh trôi sông lạc chợ đi lang thang kiếm ăn đã được đảng cướp của cổng phù phép cho là cứu nước, song vẫn không giấu được cái việc xin làm bồi dưới tàu tay lạnh lương tay, ngồi gọt vỏ khoai để kiếm bánh mì và sáng tới tay ngồi rỉ mỏ viết đơn xin học trường thuộc địa, nuôi mẫn được tay cho nhập hàng khiển mã. Nhưng thôi, nó gọt vỏ khoai để kiếm ăn thì mặc mẹ nó. Nhưng điều đáng nói là cái thằng bất nhân đó, dưới thời thống trị của thực nhân mà chúng ta vẫn cho là tàn bạo, nó đã có thừa tự do dư an toàn để xuất ngoại học nghề làm loạn và ăn cướp. Bây giờ đồ đạn của nó đang rình rập hờn súng bắn giết những kẻ vì bàn tay tàn bạo của nó mà phải bỏ xứ ra đi. Ngày nay dưới ánh sáng chói lõi của lịch sử, bác của chúng nó đã hiện nguyên hình là một con quỷ giết vợ bỏ con, chặt đầu ân nhân đã che chở nó lúc nó khốn cùng. Nó trơ trẽn say mê danh vọng đến nỗi phải dùng mưu con trẻ giấu mặt viết sách để tự ca tụng công đức tưởng tượng của nó. Tôi ước ao được có ngày dỗ vào mặt nó, hay hơn nữa như cháu ngoan dưỡng thu hương của nó hằng mơ ước được in lên mặt nó. Đấy, đến đây Đức Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý thính giả trong phần 2 tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.